chơi với bạn quá trời bạn chơi bạn đã chơi kìa wow bắt đầu cũng rồi dính rất là nhiều màu sắc luôn trong màu này các bạn wow ảnh trong trong màu cũng còn khác kìa các bạn. Ok giờ chúng ta sẽ thu thập nó vào trong đổ đây nha. Mình sẽ dùng lại hết các bạn. Wow nằm ẩn nó có sâu bên trong cái đầu cũng lâu luôn các bạn thấy chưa kìa. Lụm lại hết là đẹp gì của hết rồi để coi là những cái phong gì nha. Wow đã chơi kìa quá trời luôn. Có gì đây các bạn, một cái đầu khủng long bọ chúa T-Rex khổng lồ. Đây là con khủng long bọ chúa này. Rất là ngầu các bạn, đây là con T-Rex Tyrannosaurus nha. Nhìn rất là đẹp luôn. Wow, mà đây là con T-Rex các bạn, Tyrannosaurus nha các bạn, nhìn rất là to luôn nha. Là ngầu chưa nha. Wow, ở đây mình có con Brachiosaurus khổng lồ với cái cổ khá là dài luôn các bạn. Đây là con khủng long cổ dài nặng lên 30 tấn thì cái kích thước khá là to mà nó đi. Wow, đây là Brachiosaurus khổng lồ, đây là con khủng long với cổ khá là dài luôn nha, nhìn to chưa kìa. Khá là chậm chạp. Ok, tiếp theo. Wow, và đây mình có gì đây các bạn? Stegosaurus với những chiếc gai khổng lồ trên lưng các bạn. Đây là con khủng long Stegosaurus của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa. Đó. Chú Stegosaurus này với màu hồng khá là đặc trưng. Stegosaurus khổng lồ đây các bạn, đây là khủng long Stegosaurus nha các bạn. Luôn. Ok, tiếp theo nào. Wow, tiếp theo mình có gì đây? Wow, và đây là Triceratops khổng lồ ba sừng của thời tiền sử các bạn. Đây là con khủng long ba sừng của mình nha. Đó, nhìn đẹp chưa kìa. Đây là tam giác long Triceratops màu vàng các bạn, nhìn rất là bắt mắt luôn. À, đã chưa kìa. Bộ Triceratops đang bay vào đánh nhau với những con Triceratops khổng lồ kìa. Wow. Wow. Đây, tiếp theo nó vậy. Wow, Ryolophosaurus với cái phần đầu là một cái miếng mai bảo vệ đó các bạn nha. Con khủng long nó thường nó sẽ cắn vào cái phần đầu nha các bạn. Con này nó có cái mai bảo vệ rất là xịn luôn. Đó, đây là con Ryolophosaurus của mình đây nha. Nhìn đẹp chưa kìa. Đó, một chút khủng long Ryolophosaurus siêu. Và đây chúng ta có Ryolophosaurus khổng lồ nha các bạn. Một khủng long khá là ngầu luôn kìa các bạn. Ngầu luôn. Ok, tiếp theo chúng ta có gì đây? Wow, và đây là Hercules Wookie. Wow, một con Hercules Wookie của Bobby Lighthouse các bạn. Chú Hercules Wookie rất là đẹp luôn nha các bạn. À, nhìn Hercules Wookie của mình nè, nhìn đã chưa kìa. Wow, cái răng khá là ngầu luôn các bạn. Tiếp theo nào. Wow, qua đây mình có gì đây, tam giác long chơi Ceratops khổng lồ của thời tiền sử các bạn với những cái sừng khá là nhọn. Đây là con tam giác long của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa. Đó, đây chú khủng long chơi Ceratops đây. Wow, với ba sừng với những cái lớp gai khá là chắc luôn các bạn. Và đây là khủng long ba sừng chơi Ceratops nha, nhìn chưa kìa các bạn, đây, khá là đẹp mình biết.
kinh tộc là Amagasaurus các bạn, với những chiếc gai khổng lồ trên lưng. Đây là con khủng long Amagasaurus của mình nha, nhìn đẹp chưa kìa. À, gai không là gai với cái lưng nó màu xanh lá cây, nhìn rất là bắt mắt luôn các bạn. Khủng long Amagasaurus. Ở đây chúng ta có cái Amagasaurus khổng lồ, những chiếc gai khá là cứng trên lưng luôn kìa. Ấy chà. Wow, Dimetrodon cái thời lịch sử nó sống ở kiểu gây ta như các bạn. Đây là con khủng long, còn những cái lớp mà tiến hóa chưa hoàn thành nữa các bạn. Này có những cái lớp tiến hóa nữa ha, mới là cái lớp bảy cá của nó các bạn. Đấy, nó là con cá bơ lên bờ nha, thì giả thiết cho là vậy nha. Ở đây lên những cái bơm nha. Ok, tiếp theo con khủng long mini. Wow, và đây chúng ta có khủng long ba sừng Triceratops mini các bạn, một phiên bản khá là nhỏ bé của con Triceratops luôn nha. Đây kia Triceratops mini của mình đây. Nó ngầu luôn, để World Cup luôn. Wow, con này to. Wow, ở đây chúng ta có một con scorpion khổng lồ các bạn, một con bò cạp khá là ngầu nha. Đó, nó có cái nọc độc ở dưới đuôi chích khá là lâu luôn các bạn. Đây là chú bò cạp khổng lồ của đây đó, màu cam nha, nhìn rất là ngầu luôn. Một con scorpion này đánh nhau với những con T-Rex thì các bạn. Wow, ném bay luôn kìa. Thấy chưa. Wow. Wow, Barasaurolophus, một con khủng long thuộc chi màu gần các bạn. Con khủng long khá là thân thiện, nó chiều cao đến 3 mét các bạn. Một loại cũng khá là to nhưng mà khá là thân thiện. Và đây chúng ta có cả Barasaurolophus khổng lồ các bạn. Ok. Wow, đây chúng ta có Spinosaurus các bạn, vậy lưng nhìn như cánh bướm mà đây là con Spino của mình nha, nhìn rất là ngầu và nó khá là xịn luôn. Đã chưa kìa các bạn, đây là chú khủng long. Khúc bay luôn, nó vét luôn, quá mạnh mẽ luôn nha các bạn. Rất là quyết liệt. Spinosaurus. Ok, tiếp theo đây là con cuối cùng ngày hôm nay chúng ta. Wow, ở đây mình có gì đây các bạn? Đây là Dilophosaurus các bạn, nhìn ngầu chưa kìa các bạn. Đây là khủng long có thể phình được hai cái này ngay nha. Khủng long Dilophosaurus khá là đẹp luôn. Ok, bữa nay chúng ta gửi được. Nào mình đánh con đây. Khá là nhiều loại khủng long các bạn. Nếu thích video này quay lại like, subscribe với mình. Cảm ơn các bạn. Bye bye.